Này là xe bồ chuyên đi chở xăng dầu các bạn ạ. Ui đẹp quá các bạn ơi. Đó, một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu rất là xịn luôn. Ui các bạn thấy ngầu chưa nào? Ừ, chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu này quá là đẹp luôn. Rồi, cùng mình đi tìm tiếp nào. Tèn tèn tèn. Ui các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra có cả xe địa hình này. Đây là một chiếc xe tải địa hình đấy các bạn ạ. Ui, chiếc xe tải địa hình này xịn xò quá các bạn ơi. Quá là ngầu luôn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe tải địa hình chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Ui, các bạn ơi, đây có một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu. À, đây là xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu rác và chở rác các bạn ạ. Wow, chiếc xe này cũng rất là đẹp, rất là mới, rất là xịn đấy các bạn ơi. Chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Ừ, bây giờ cùng mình giới thiệu tiếp với các bạn nào. Ui, đây là một chiếc xe gì đây các bạn ơi, đố các bạn biết nào. Wow, đây là một chiếc xe trộn bê tông các bạn ạ. Một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy. Ui, đẹp chưa này các bạn ơi. Wow, xoay được cả bồn luôn nhá. Wow, chiếc xe này xịn xò và đẳng cấp quá các bạn ơi. Ôi, bây giờ cùng mình đi tìm tiếp nhá. Mình sang bên này em tìm được đồ chơi gì nữa không nào. Ui, các bạn ơi, ở bên này mình tìm thấy một chiếc xe cần cầu móc này. Đây là một chiếc xe cần cầu móc đấy các bạn ơi. Chiếc xe này đẹp quá, có cái móc này các bạn ơi. Wow, đẹp chưa các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cầu móc nha. Wow, xịn xò quá các bạn ơi. Ui, có số 51 luôn nha. Đó, một chiếc xe cần cầu móc có cái móc luôn. Ui, các bạn ơi, xe cần cầu móc sẽ đi tìm xe đồ chơi nha. Ui, các bạn ơi, xe cần cầu móc lại tìm thấy một chiếc xe gì đây này các bạn ơi. Đây rồi, xe cần cầu móc lại tìm thấy một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi này các bạn ơi. Wow, đẹp chưa các bạn ơi. Xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi đấy các bạn ạ. Đẹp quá. Rồi các bạn ơi, ở bên này mình tìm thấy còn có cả... Đây 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 các bạn ơi, đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát đấy các bạn ạ. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây là xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát các bạn ơi. Ui, wow, các bạn ơi, bây giờ cùng mình xúc cát để giải cứu xe đồ chơi ở dưới đống cát nhá. Nào, bây giờ mình xúc nào. Mình xúc, ui các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe gì đây này các bạn ơi. Wow, đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe gì ấy các bạn ạ. Đây mình phải mới rộng ra để mới tìm được chiếc xe này là xe gì các bạn nhá. Nào, nào, ui các bạn ơi, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe gì màu đỏ đỏ này. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe này là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đấy các bạn ạ. Xe cứu hỏa siêu to khổng lồ luôn. Wow, to quá. Thôi mình ở đây nha các bạn nha. Bạn ơi, ở đây có nhiều xe cần cẩu lắm. Bây giờ cùng mình với những chiếc xe cần cẩu này giải cứu xe đồ chơi nha. Xe cần cẩu siêu to khổng lồ. Đó, xe cần cẩu siêu bự khổng lồ. Xe cần cẩu siêu to khổng lồ này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu siêu to nữa này. Ui, bây giờ mình cùng mình chiếc xe cần cẩu này sẽ giải cứu tất cả các loại xe đồ chơi đấy nha các bạn nhá. Đây mình sẽ giải cứu xe đồ chơi bị rơi xuống ao này. Đây, mình sẽ móc vào để giải cứu chiếc xe này nhá. Đây, lên nào, lên nào, lên nào, lên. Lên luôn, nào lên luôn. Ui, gãy cần luôn. Gãy cần luôn. Wow. Ui, các bạn ơi, mình giải cứu một chút mà giải cứu được hai chiếc xe luôn đấy. Đây, mình sẽ giới thiệu với các bạn từng chiếc xe một nhá. Ở đây là xe gì nào? Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu to khổng lồ các bạn ạ. Ui, chiếc xe này to quá. Đấy, có hai coi luôn này các bạn ơi. Đây là xe bồn trộn bê tông. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô đấy các bạn ạ. Đó, xe chiếc xe tải ben chở đất này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe tải ben chở đất rất là xịn này các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe ben chuyên đi chở đất nha các bạn nha. Đó, một chiếc xe ben đẹp quá các bạn ơi. Ui, rất là mới luôn. Một chiếc xe ben màu xanh nha. Rồi, đấy các bạn ơi, mình tìm được rất là nhiều xe rồi đấy. Nào, bây giờ cùng mình bới tiếp nào. Mình bới xem còn xe gì ở bên dưới không nha. Đây các bạn ơi, mình lại bới được một chiếc xe gì nữa này. Ui, wow, các bạn ơi, đây mình bới được một chiếc xe gì nữa này các bạn ơi. Đó, 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 đó. Wow, các bạn ơi, mình bới được một chiếc xe cần cẩu móc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu cứu hộ đấy. À, đây là một chiếc xe cần cẩu gỗ. Đó, một chiếc xe cần cẩu gỗ đấy các bạn ơi. Ui, đây là xe ô tô cảnh sát G63 này. Wow, đây là xe. Rồi, xe cần cẩu, xe cẩu một chiếc xe đồ chơi lên cho bạn cùng xem nhá. Đây, bây giờ mình sẽ cẩu một chiếc xe xúc nạt lên cao cho bạn cùng xem. Nào, bây giờ mình móc vào để cẩu lên nhá. Đó, lên cao nè các bạn ơi. Đấy, mình cẩu thành công một chiếc xe xúc nạt lên cao luôn này. Wow, vui chưa. Đây, bây giờ mình sẽ cẩu tiếp một chiếc xe bán tải cảnh sát nữa lên nhá.
Đây, lên cao luôn, lên cao luôn. Xe cần cẩu cẩu, xe ô tô cảnh sát lên cao đấy các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, vừa đi mình đã tìm thấy một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông này các bạn ơi. Ấy, mình tìm được một chiếc xe bồn chở bê tông xịn sò và mới chưa này. Wow, các bạn ơi, chiếc xe bồn chở bê tông này có mới không, đẹp không nào? Wow, bây giờ mình sẽ cho vào cái chậu của mình nhá. Đó, mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi đẹp đấy. Đây là một chiếc xe cần cẩu rác này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe cần cẩu rác xịn sò chưa này. Wow, các bạn ơi, chiếc xe cần cẩu rác này có xịn không nào? Wow, pi 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 pi. Ui, các bạn ơi, xe cần cẩu rác này đẹp quá. Nào, bây giờ mình đi tìm tiếp thôi. Ui, các bạn ơi, ở bên này mình lại phát hiện ra một chiếc xe máy xúc cát nữa này. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe máy xúc cát rất là mới này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát xịn chưa này. Wow, các bạn thấy chiếc xe máy xúc cát màu đỏ này có đẹp không nào? Wow, bây giờ mình sẽ cho vào cái rổ của mình nha, cái chậu của mình thôi. Đó, các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe nữa này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát có gầu rất là to này các bạn ơi. Đó, múc nào, múc nào. Wow, các bạn thấy hay chưa, hay chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ để chiếc máy xúc cát này vào cái thùng của mình nha. Đó, đầy thùng rồi các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, ở đây có xe bồn trộn bê tông này. Đấy, một chiếc xe bồn chở bê tông siêu to khổng lồ. Hai chiếc xe bồn chở bê tông này. Ui, ba chiếc xe bồn chở bê tông này các bạn ơi. Bốn chiếc xe bồn chở bê tông luôn. Năm chiếc xe bồn chở bê tông. Wow, sáu chiếc xe bồn chở bê tông luôn này các bạn ơi. Xe cần cẩu móc này. Đấy, các bạn ơi, ở đây có cả xe máy xúc cát này. Xe cẩu múc cát cảnh sát này. Wow, xe tải ben chở đất này các bạn ơi. Ô, xe ben chở đất này. Một chiếc xe ben xịn sò luôn này các bạn ơi. Nào, chút ben luôn, chút ben luôn, chút ben luôn. Đó, hay chưa, hay chưa? Wow, các bạn ơi, đấy, máy xúc cát đấy các bạn ạ. Đấy, máy xúc cát đấy. Bẩn chưa? Chút nữa mình sẽ làm sạch nha. Wow, một chiếc xe bồn trộn bê tông đẹp nhờ các bạn nhờ. Đó, rất là đẹp luôn. Mình rất là thích chiếc xe bồn này luôn đấy các bạn ạ. Đấy, bạn xúc này. Đấy, một chiếc xe máy xúc đấy các bạn ạ. Đấy, múc bùn luôn. Xe cẩu múc bùn này. Wow, múc đất này. Múc đất này. Wow, các bạn thấy chiếc xe cẩu múc đất này của tôi toàn là bùn đấy các bạn ạ. Ai chà. Nào, mình sẽ để cần cẩu móc nha. Wow, xe cần cẩu móc nữa này các bạn ơi. À, các bạn thấy đẹp chưa nào? Wow, hay chưa? Đây có một chiếc xe cần cẩu móc nữa này các bạn ơi. Wow. Đây là một chiếc xe cần cẩu này các bạn ơi. Ui. Đấy. Lên cao luôn. Đó. Các bạn thấy không? Mình cẩu thành công một chiếc xe cảnh sát chở phạm nhân đấy các bạn ạ. Xe cảnh sát chở phạm nhân. Đấy. Màu trắng này. À, tiếp theo mình giải cứu tiếp một chiếc xe nữa nha. Đây, mình giải cứu xe bồn trộn bê tông này. Đấy. Xe cần cẩu giải cứu xe bồn chở bê tông đấy. Các bạn có một chiếc xe tải đang cứu hộ này, xe tải đang trôi nước này. Ấy, đây này các bạn ơi, đây là một chiếc xe môi trường chở rác này các bạn ơi. Ấy, xe môi trường chở rác đấy các bạn ơi. Nào, ui, ở đây mình còn giải cứu được một chiếc xe vận tải vận cấp. Các bạn ạ, quá là vui luôn, rất là đẳng cấp và ngầu luôn. Các bạn ơi, mình lại phát hiện ra đây có một bộ đồ chơi súng bắn dính tường này. Đấy, khẩu súng bắn dính tường. Các bạn ơi, đây rồi, giới thiệu với tất cả các bạn. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi múc cát nhá. Đấy, một chiếc xe cần cẩu múc cát này mới và đẹp nhờ các bạn nhờ tốm. Rồi, hai chiếc xe rồi. Mình tìm được hai chiếc xe thật rồi các bạn ạ. Rồi, cùng mình đi tìm tiếp nào. Ui, các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra một vị đồ chơi mới nhá. Cái vị đồ chơi này là vị đồ chơi có 4 chiếc xe tăng, 4 chiếc máy bay, 4 chiếc ô tô đồ chơi này. Đấy, cái bộ đồ chơi rất đẹp các bạn ạ. Ở đây giới thiệu với các bạn bộ đồ chơi có 4 chiếc xe bíp, 4 chiếc ô tô mui chắn nhá. 4 chiếc máy bay chở khách. Đấy, đi chở xăng dầu này. Chiếc xe bồn này chuyên đi chở xăng dầu, phân phối cho các đại lý xăng dầu các bạn ạ. Chiếc xe này phân phối cho các đại lý xăng dầu nhá. Đấy, một chiếc xe bồn chở xăng dầu các bạn ạ. Động cơ rất là mạnh luôn, động cơ rất là mạnh luôn. Các bạn thấy ngầu chưa nào? Mình đã bới được một chiếc xe gì nữa này. Đây giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cặp gỗ nhá. Một chiếc xe chuyên đi cặp gỗ này, đi đấy, xe chuyên đi cặp gỗ nha. Một chiếc xe này là có một bạn tài xế lái xe ở bên trong, tốc độ đỉnh cao đấy. Bip 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 bip. Wow, các bạn thấy chưa? Kìa các bạn ơi, các bạn có thích chiếc xe này không? Bip 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 bip. Xe không cháy
chuyên đi chữa cháy đấy các bạn ơi. Ui các bạn ơi, đây một chiếc xe cứu hỏa thang nữa. Chiếc xe này còn to hơn chiếc xe lúc nãy đấy các bạn ạ. Ui chiếc xe này xịn lắm. Các bạn ơi, ở đâu có đám cháy các bạn nhớ gọi xe cứu hỏa này đến chữa cháy luôn nha. Đó, một chiếc xe cứu hỏa mở được cửa luôn. Wow, chiếc xe cứu hỏa rất là xịn đấy. Ui ở bên này mình phát hiện ra còn một thế giới xe đồ chơi nữa. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Xe cần cẩu móc đấy các bạn ạ. Wow, một chiếc xe cần cẩu móc này xịn quá. Nào, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe máy xúc cát này. Đây là xe máy xúc cát, mình cẩu máy xúc cát khủng 53 sừng lên cao hơn nha. Đó, lên cao, lên cao, lên cao. Wow, các bạn ấy ngầu chưa, đẳng cấp chưa? Wow, các bạn ơi, mình sẽ cẩu tiếp một chiếc xe bán tải lên cao này các bạn ơi. Vậy là mình cẩu thành công một chiếc xe bán tải lên cao đấy các bạn ơi. Các bạn thấy ngầu không nào? Wow, các bạn ấy xịn xò chưa? Ui các bạn ơi, một chiếc xe cứu hỏa nhá. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đấy các bạn ạ. Đó, chiếc xe này quá là đẹp luôn. Vậy là mình rất là thích chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy luôn đấy các bạn ạ. Bây giờ mình phải chạy thử luôn, tốc độ có đỉnh cao nha. Pi 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 của mình đây này. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cần cẩu móc nhá. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ơi. À, chiếc xe này có thể lưng được cả cần nhá. Lưng được cả cần này, có thể hạ được cả cần, có số 51 này. Có thể hạ được cả cần này các bạn ơi. Ui chiếc xe này xịn xò quá các bạn ơi. Ôi bây giờ mình sẽ cho vào cái xò của mình. Ui ở bên này mình còn phát hiện ra có một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát đấy. Nào các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi này các bạn ơi. Ui hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi quá. Đây có một chiếc xe ô tô cảnh sát G65. Đây là xe ô tô cảnh sát G65 mở cánh cửa này các bạn ơi. Màu trắng tinh. Ui màu trắng tinh luôn này các bạn ơi. Ây, chiếc xe ô tô cảnh sát G65 này xịn xò quá. Có cả lốp dự phòng luôn kìa các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào cái xe của mình. Đấy các bạn thấy không? Nào cùng mình khám phá tiếp. Đây là một chiếc xe bíp cảnh sát mở cửa này. Mở cửa đi lên và mở cửa đi xuống đấy các bạn ơi. Đấy, đẹp quá đẹp quá. Đó các bạn thấy không ngầu chưa nào? Ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe bán tải cảnh sát nha. Đây là một chiếc xe bán tải cảnh sát đấy các bạn ơi. À chiếc xe, các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không? Động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Đấy. Ui. Đẳng cấp rồi các bạn ơi. Đẳng cấp luôn. Đây giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 nữa này. Mà lúc nãy mình tìm được ngoài vườn đấy các bạn ạ. Đấy, chiếc xe động cơ rất là mạnh luôn. Ui các bạn thấy ngầu chưa? Đầu tiên là một chiếc xe ben xịn xò chưa? Quá là đẹp luôn. Có số 581. Đó, rất là đẹp luôn. Xe ben chở đất chở cát. À, chở đất để đi chở cát để đi xây biệt thự đó. Đó, đặt là đây là một chiếc xe tải ben nha. Xe ben rất là xịn luôn. Có hai cái bô xả khói luôn nha. Có cầu thang đi lên để lái xe luôn này. Đó, xe này chạy bằng 4 bánh nha. Rất là xịn xò luôn. Lặng lắm các bạn ơi, xịn xò lắm. Rồi, để đây nha. Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là máy xúc cát nha. Xe cẩu múc cát cảnh sát luôn nha. Quá là đẳng cấp luôn. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Ui, có một bạn tài xế lái xe múc cát luôn này. Đó, múc móng nhà nào. Múc móng nhà này, đấy, đẳng cấp không? Một gầu luôn, hai gầu ấy các bạn ạ. Xịn xò nha. Quá là đẹp luôn, rồi. Giới thiệu với các bạn, xe ben chở cát đấy, chở cát để đi xây nhà nha. À, xe không phanh win win, đẳng cấp không? À, đây là máy xúc cát nha. Ấy các bạn thấy hai chiếc xe này có đẹp không? Đây là chiếc xe máy xúc cát này, có cái gầu múc cát luôn nha. Ấy đẳng cấp lắm. Đây giới thiệu với các bạn, đây là cái gầu để ủi cát này. Đấy xịn lắm các bạn ơi. Nào giới thiệu với các bạn tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe cảnh sát nha. Xe cảnh sát chở phạm nhân đấy. Đấy. Chiếc xe này thì màu trắng nha. Màu trắng đấy các bạn ơi. Quá là đẹp luôn. Có gương nha. Có gương này đó. Quá là xịn xò đấy các bạn ạ. Rồi mình ở đây nha. Nào giới thiệu với các bạn. Tiếp theo là xe cẩu múc cát này. Chiếc xe này kết hợp 2 trong 1 luôn nha. Vừa múc được cả cát nha. Còn có thể ben được cả cát này các bạn ơi. Đó. Quá là xịn luôn. Nào. Đây là máy xúc cát siêu to khổng lồ. Xe cứu hỏa chữa cháy siêu bự này các bạn ơi. Xe cẩu múc cát này đó, múc nào. Chiếc xe này có thể múc được các bạn ơi, múc được 9.000 tấn à.
9.000 kg trên một gầu múc ấy các bạn ạ. Có nghĩa là 9.000 tấn ấy các bạn ơi, 9.000 này ấy, chà múc nào. Ngầu chưa? Ấy các bạn đẳng cấp chưa? Ấy cái bạn lái xe này cười rất là tươi ấy, đang chào các bạn ấy. Ok. Rồi. À, mình xem còn xe gì xịn không phô bạn các bạn nhá. Đây là xe máy xúc cát này. Máy xúc cát có gầu bằng sắt luôn ạ. Ui trời, ui. Ghê chưa? Ngầu chưa? Nào giới thiệu. Đây là máy xúc cát này. Ấy. Máy xúc cát này. Các bạn ơi. Đấy. Máy cát đẹp chưa? Ui, múc nào. Ui, 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 ui. Ui ngầu không? Ấy chà, ấy, ấy. Hay chưa? Xe trộn bê tông này. Ấy, xoay bồn này. Xoay bồn cho đều bê tông bên trong các bạn nhá, không bị đóng cục bên trong các bạn nhá. Đấy. Bồn màu trắng này các bạn ơi, bồn màu trắng nhá. Đấy. Đẳng cấp không? Vò chút bê tông này. Đấy, hai chiếc xe xin chưa? Ui. Đây là một chiếc xe cần cẩu siêu to khủng nổ các bạn ạ. À, chiếc xe này rất là to luôn nhá. Đấy, to như này mới cẩu được nhiều xe các bạn ạ. Đấy, xe cần cẩu ấy. Đây cũng là một chiếc xe cần cẩu các bạn ạ. Đấy, các bạn ơi, một chiếc xe cần cẩu này. Hai chiếc trà, bốn chiếc xe cần cẩu luôn. Ở trên này là hai chiếc máy xúc cát cần dài nhá. Đây là máy xúc cát cần rất là dài các bạn thấy không? Gầu bằng sắt nguyên khối này các bạn này. Đấy. À, máy xúc cát này nhìn xịn chưa? Ở bên trong có cả ghế ngồi này. Đấy, đẹp chưa các bạn ơi? Ui xịn chưa? Rồi ok. Giới thiệu với các bạn ở bên này có cả xe bíp này. Đây là xe bíp cảnh sát nhá. Đấy, đẹp chưa? Nào, đây là một chiếc xe này nè. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe chở rác này. Xe này chuyên đi chở rác các bạn nhá. Ừ, chiếc xe này quá là đẹp luôn. Đấy, mở nắp thùng này. Ui, giới thiệu với tất cả các bạn, đây là một chậu xe đồ chơi này. Đấy, có cả xe tải bét cát này. Đấy, máy xúc cát này các bạn ơi. Đấy. Máy xúc cát này. Nè 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 nè. Luôn này các bạn ơi, múc nào, múc nào. Đấy. Ai cha. Đây là một chiếc xe ben cảnh sát này. Wow, đẳng cấp luôn nhá. Đấy, có hai cái còi luôn. Cabin màu trắng các bạn nhá. Đấy, các bạn tài xế đang chào các bạn ấy. Ok, ok, ok. Oh, let's go. Một chiếc xe môi trường dọn rác nhá. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này các bạn ơi. Giữ gìn cho môi trường xanh xanh sạch đẹp nha. Đấy. Cabin màu trắng, cái thùng màu xanh các bạn ơi. Em đi làm việc thôi. Máy xúc cát màu đỏ này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát rất là mới luôn. Múc nào, múc nào. Wow, một chiếc xe máy xúc cát đẹp nha các bạn nhờ. Mình rất là thích chiếc xe máy xúc cát này luôn đấy các bạn ạ. Nào, bây giờ mình lại giới thiệu với các bạn tiếp theo. Ở đây có một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông nha. Đó, đẹp quá. Xe bồn trộn bê tông mới quá các bạn ạ. Wow, hay quá các bạn ơi. Đó. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đây có một chiếc xe cần cẩu múc cát cần dài này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát cần rất là dài này các bạn ơi. Máy xúc cát điều khiển xịn xò đấy các bạn ạ. Ui, xoay 360 độ này các bạn ơi. Ui, các bạn thấy chiếc xe máy xúc cát này cần có dài không nào? Ui, rất là dài. Đây, đây, đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác nha. Wow, chiếc xe môi trường này đẹp quá. À, đây mình phát hiện ra còn có cả xe ô tô này. Đây là có một chiếc xe ô tô cảnh sát rất là đẹp này các bạn ơi. Ui, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Ui, đây có một chiếc xe ô tô nữa này các bạn ơi, rất là nhiều xe ô tô luôn. Đây có một chiếc xe này là một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi nhá. À, đây có một chiếc xe tải ben chuyên đi chở máy xúc cát này các bạn ơi. Wow, lưng thùng. Ui, đây là một chiếc xe máy xúc này. À, ở bên này mình phát hiện ra rất là nhiều xe đồ chơi luôn này các bạn ơi. Nào, bây giờ thì cùng mình khám phá nha. Xem ở bên này có những chiếc xe gì nào. Wow, đây có mình có một chiếc xe tăng này. Đây là một chiếc xe tăng. Ui, đây là một chiếc xe tăng rất là xịn này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tăng điều khiển từ xa nha. Wow, đây là một chiếc xe tăng điều khiển từ xa rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, hay chưa? Kéo ra nào. Pum. Wow, đẳng cấp nhất. Xoay. Đó, một chiếc xe tăng điều khiển từ xa. Lân cần, đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát này. Wow, đẳng cấp chưa các bạn ơi? Ngầu chưa? Ui.